Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 48%. Sở Công Thương có 5 gian hàng trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Các địa phương hợp tác xã chủ động các giải pháp tiêu thụ cam Hưng Yên. Tỉnh đoàn Hưng Yên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023. Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm lắp camera an ninh nhiều nhất tỉnh. Vụ phóng hỏa nhà mẹ ruột ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, thêm một người con gái thứ hai đã tử vong. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, chương trình xác định tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 trên 48%, đến năm 2030 là khoảng 60%. Tỉnh Hưng Yên cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 có 16 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2 là thành phố Hưng Yên, một đô thị loại 3 là thị xã Mỹ Hào, hai đô thị loại 4 và cơ bản đạt đô thị loại 4 là Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và 10 đô thị loại 5. Các chỉ tiêu phát triển đô thị như diện tích nhà ở, đất giao thông, đất cây xanh đô thị, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị, tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Phần đầu đến năm 2030, tỉnh sẽ có 19 đô thị. Để hoàn thành kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như tập trung nguồn lực triển khai, thực hiện các chương trình, dự án động lực, dự án hạ tầng khung, bố trí thu hút nguồn lực tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, bảo đảm đồng bộ đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị theo chương trình, kế hoạch phát triển, ưu tiên công trình có tính chất động lực lan tỏa mạnh trong khu vực, khuyến khích xã hội hóa đầu tư các công trình đầu mối về xử lý môi trường, hạ tầng giao thông, dịch vụ, tiện ích đô thị, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư các khu nhà ở xã hội, kết nối thuận lợi với các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu nhằm thu hút người lao động đến làm việc, ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với khu vực sản xuất. Nhằm sớm hoàn thành dự án phục vụ nhu cầu đi lại cũng như góp phần tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, thành phố Hưng Yên đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, trong đó có dự án đường đô thị qua địa bàn các xã Hồng Nam, Liên Phương, Phương Triệu. Dự án đường đô thị do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí 116 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 2,5 km, mặt đường trải nhựa rộng 10,5 m, có vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng và cây xanh. Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2024. Do đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm việc hỗ trợ bồi thường cho trên 270 hộ dân, nên đến thời điểm này công trình đã giải ngân được 12 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản phẩm OCOP, Sở Công Thương Hưng Yên đã xây dựng 5 điểm để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Các điểm để trưng bày và bán hàng đều được đặt ngay trong các siêu thị và cửa hàng lớn tại trung tâm xã Trung Nghĩa, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên cũng hỗ trợ các chủ thể bán hàng tại một số cửa hàng và siêu thị khác. Mỗi siêu thị được hỗ trợ hệ thống quầy kệ để hàng, đèn chiếu sáng, biển trong nhà và ngoài trời. Tại các địa điểm này, chủ thể sẽ trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng khi đến đây tham quan và mua hàng. Tất cả các mặt hàng đều có địa chỉ xuất xứ nguồn gốc và gắn logo sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao của tỉnh Hưng Yên. Được biết hiện nay, Hưng Yên đang có 140 sản phẩm được công nhận OCOP của hơn 50 chủ thể. Trong đó có 115 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 25 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Dự kiến trong tháng 12 năm nay, các ngành chức năng sẽ tổ chức đánh giá xếp hạng và công nhận hơn 50 sản phẩm khác. Trình độ thâm canh cao kết hợp với chất đất phù sa đã tạo nên sản phẩm cam Hưng Yên được nhiều nơi biết đến và ưa chuộng, đem lại giá trị kinh tế cao cho nhiều bà con nông dân. Thời điểm này, các vùng trồng cam trong tỉnh Hưng Yên bắt đầu vào vụ thu hoạch, bước đầu tiêu thụ thuận lợi, giá bán cam tăng 30% so với mọi năm. Vụ cam năm 2022 này, Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cử có 50 hecta cam cho thu hoạch, gồm cam Hưng Yên, cam đường canh và cam bố hạ.
Do phù hợp với thổ nhưỡng nên được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên cam của hợp tác xã cho chất lượng vượt trội, mã vàng óng, quả to, thơm ngọt. Sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao. Ước vụ này, hợp tác xã được gần 600 tấn quả với giá từ 25 đến 45.000 đồng một kg tùy từng loại, cao hơn năm trước từ 10 đến 15.000 đồng một kg. Giá bán cam năm nay là cũng cao, hiệu quả kinh tế là nó cao hơn tất cả các loại cây. Chăm sóc theo cái hữu cơ thì cây cam Hưng Yên nó rất ưa cho ra những cái sản phẩm rất là tốt. Nhân dân năm nay được cái phấn khởi là thu hoạch cam bán được giá cao, lượng tiêu thụ đến đâu thì cũng được khách hàng mua hết đến đó. Thị trường nó cũng rất là rộng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đồng đất bãi sông Hồng trồng cây rau màu năng suất thấp, đến nay cánh đồng xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã được phủ kín diện tích cây ăn quả, trong đó có gần 90 hectare cam Hưng Yên và cam đường canh. Theo người dân cho biết, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, cộng với một phần diện tích cam bị hỏng do được trồng đã lâu năm, nên sản lượng ước thu vụ này chỉ đạt khoảng 300 tấn quả, giảm 100 tấn so với năm 2021. Hiện bà con bắt đầu vào vụ thu hoạch, việc tiêu thụ tương đối thuận lợi. Chúng tôi đã xúc tiến những các nhà thu mua, đặc biệt những doanh nghiệp ở những siêu thị lớn. Trong năm nay là rất dễ bán, thì cam canh giá 40 đến 45 nghìn. Còn cam Hưng Yên thì hiện nay là 25 đến 30 trên 1 kg. Cam ở Hưng Yên của bà con mình thì chăm sóc và trồng tốt ấy. Nên là cái chất lượng và cái việc mà quả thì bao giờ nó cũng hơn và nó có những cái vị đặc trưng so với những cái vùng khác. Đấy là một cái lợi thế vào các chuỗi siêu thị mà hướng tới cái khách hàng tầm trung và cao cấp. Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 hectare cam, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Giang, Kim Động, Khoái Châu, Phù Cử, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên. Trong đó, diện tích trồng theo quy trình Việt Gáp đạt trên 500 hectare, ước sản lượng vụ này của toàn tỉnh đạt trên 30.000 tấn. Hiện các sở ngành địa phương đang tăng cường quảng bá và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ cam trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ cam thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm qua, bằng sự hỗ trợ của đề án chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp, nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được ngành nông nghiệp hỗ trợ đệm lót sinh học để xử lý phân và chất thải trong chăn nuôi. Qua thực tế cho thấy đã đem lại hiệu quả cao, nhất là tạo môi trường sạch, phòng ngừa được dịch bệnh cho vật nuôi. Dù chăn nuôi số lượng lớn với hơn 6 vạn con gà đẻ, nhưng trang trại của anh Nguyễn Hữu Tuệ ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động luôn đảm bảo sạch sẽ, không có mùi hôi bởi đã sử dụng đệm lót sinh học. Với lượng gia cầm lớn, mỗi ngày thải ra khoảng 5 tấn phân, trang trại đã dành riêng một khu để ủ phân và xử lý bằng các chế phẩm sinh học. Lợi ích lớn nhất của chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học là chất thải được phân hủy hoàn toàn ngay trong chuồng nuôi, không có mùi hôi gây ảnh hưởng môi trường xung quanh, giúp hạn chế được một số loại dịch bệnh thông thường cho gà. Nếu như mà không xử lý được cái phân này thì cái thứ nhất là ô nhiễm về môi trường, cái thứ hai nữa là dịch bệnh cho con gà nó rất là lớn. Bên cạnh đó, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi qua khoảng thời gian dài sử dụng, khi thay thế sẽ đem đi bón cho cây trồng, vừa kích thích cây phát triển, cải tạo đất hiệu quả, vừa không làm ô nhiễm môi trường. Hiện tại như bây giờ tôi cứ đóng một bao cho bà con sử dụng bón cho cây có múi, cây ăn quả hoặc là cây rau màu. Năm 2022, đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học chăn nuôi Việt Gáp của tỉnh đã hỗ trợ giống đệm lót sinh học, các biện pháp an toàn sinh học cho 6 mô hình chăn nuôi gà với số lượng 20.600 con giống gà đông tảo và chăn nuôi gà sinh sản hướng trứng, định mức hỗ trợ 3.000 đồng một con. Tại các hộ chăn nuôi gà đã thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, có sử dụng đệm lót sinh học để xử lý phân và chất thải trong chăn nuôi, đồng thời tuần hoàn chất thải để phục vụ trồng trọt. Ví dụ như trang trại cam của anh Nguyễn Đức Toàn ở xã Hùng An, thời gian qua đều được chăm sóc từ lượng phân gà đã xử lý đệm lót sinh học. So với vô cơ thì nó phát triển chậm hơn nhưng nó chắc cây hơn và chất lượng quả chắc chắn nó sẽ ngon hơn, nó giảm cái giá thành đầu vào hơn. Đệm lót sinh học thực chất là lớp nền trải trên bề mặt chuồng chăn nuôi gia súc gia cầm. Mô hình chăn nuôi gia cầm trên nền đệm lót sinh học đã và đang đạt hiệu quả cao về kinh tế xã hội cũng như đảm bảo về vấn đề môi trường. Mặt khác, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm trên nền đệm lót khá đơn giản nên người chăn nuôi dễ dàng áp dụng. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục nhân rộng mô hình đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa, chăn nuôi trang trại trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng môi trường trong sạch và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Nhằm ngăn ngừa sự cố môi trường từ sớm từ xa, hiện nay,
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang duy trì hoạt động của 29 trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Trong đó có 19 trạm quan trắc nước thải, 10 trạm quan trắc khí thải. Các trạm được lắp đặt từ hơn 2 năm nay tại một số đơn vị doanh nghiệp có lượng xả thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường cao như khu công nghiệp Thăng Long 2, công ty thép Hòa Phát, thép Việt Ý, giấy Corelec Việt Nam, nhôm Hyundai, xử lý chất thải công nghiệp Ngân Anh. Các trạm quan trắc này kiểm soát từ 4 đến 9 chỉ tiêu về môi trường nước, không khí ngay tại đầu thải và cứ 5 phút một lần chuyển dữ liệu về trung tâm quan trắc thông tin tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, và được kiểm soát 24/24 giờ qua máy tính điện thoại thông minh. Qua quá trình hoạt động của các đơn vị này đều chưa xảy ra sự cố môi trường cũng như chưa phát hiện các bất thường trong vận hành của hệ thống quan trắc. Vừa qua, Sở Tài nguyên Môi trường đã tiến hành hiệu chỉnh hướng dẫn vận hành và dán niêm phong cho tất cả 29 trạm quan trắc này. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 182 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 41% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mục tiêu cụ thể năm 2023 sẽ có 44% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 39% tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2024 có 47% tham gia bảo hiểm xã hội, 40% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và năm 2025 tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội 50%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 41%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn để hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước của tỉnh. Doanh nghiệp duy trì việc làm, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội tại các đơn vị doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi theo quy định của nhà nước. Ngày 27 tháng 11 tại Ủy ban Nhân dân xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức phát động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023. Với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện 2023 tập trung vào các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, vì đàn em thân yêu, chia sẻ cùng nhà nông, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, kết nối phối hợp với các tổ chức câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện tham gia chương trình. Tại buổi phát động, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức tặng 45 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nữ đoàn viên thanh niên tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 100 người là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNEID, khánh thành công trình thanh niên ngôi nhà yêu thương tặng em Vũ Trần Bảo Minh là học sinh lớp 10A3 thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, ra quân làm đẹp cảnh quan môi trường khu vực trung tâm xã Hồng Quang. Xây dựng hơn 500 video bài giảng điện tử và các clip ngắn để đưa vào các giờ học vui chơi của trẻ và có đến 7 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy. Đó chính là những công trình thành tích của cô giáo trẻ Dương Thị Bích Hiền, giáo viên trường mầm non xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Giờ học hát vui nhộn của lớp trẻ 4 tuổi. Bằng sự khéo léo, sáng tạo trong xây dựng bài giảng điện tử của cô Hiền, các bạn nhỏ không chỉ được học hát mà còn kết hợp đến 3 hình thức vận động khác như múa, vỗ tay theo nhịp và kết hợp các động tác minh họa. Tương tự với các giờ học khác, chiếc máy tính, TV và các bài giảng điện tử của cô Hiền luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Con được học múa ở trên TV mấy các bạn. Con thấy rất vui. Con rất thích con học tiếng Anh, học tiếng Việt, học hát và học nghề. Con yêu cô Hiền và con rất thích đến lớp. Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, bỏ qua nhiều cơ hội việc làm đúng chuyên ngành, cô Hiền chọn cách trở về quê hương và gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ hơn 10 năm nay. Phát huy kiến thức từ ngành học, kết hợp qua thực tế giảng dạy, cô Hiền đã từng bước khắc phục những hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin ở bậc mầm non để xây dựng có hiệu quả các bài giảng.
Cái khó khăn ở đây đối với mình đó là sự tương tác của các bạn, và lứa tuổi mầm non này rất là hiếu động nên là các bạn vẫn còn chưa tập trung nhiều đối với các tiết học, nên là mình sẽ áp dụng các bước ứng dụng công nghệ thông tin từ dễ đến khó, và mới đầu thì các bạn ấy sẽ làm quen dần dần, nhưng với từng lớp một khó dần lên thì mình thấy rằng là các bạn ấy đã rất là hứng thú này và tích cực tương tác với các bài giảng của mình nhiều hơn, và các bạn ấy rất là hào hứng tham gia sôi nổi vào các tiết học. Hiện cô Hiền đang là tổ trưởng chuyên môn khối 3, 4, 4, 5 và bí thư chi đoàn nhà trường. Ở nhiệm vụ nào, cô cũng luôn hoàn thành tốt công việc và nhận được sự yêu mến, tín nhiệm của nhà trường và phụ huynh học sinh. Cô Dương Thị Bích Hiền là một giáo viên trẻ, một đảng viên trẻ. Cô rất là tận tụy và tâm huyết với nghề, luôn học hỏi và sáng tạo, thiết kế những bài giảng còn được các cái trường bạn là luôn luôn là học hỏi. Vì vậy cho nên là cái sức lan tỏa rất là cao. Sự nhiệt huyết, say nghề và sáng tạo trong giảng dạy của cô Hiền đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi và được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Cô vinh dự là một trong 4 giáo viên của tỉnh Hưng Yên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa bàn có trên 150 doanh nghiệp đứng chân cùng hàng ngàn người đến ở trọ. Với hơn 60 camera được lắp đặt, Tân Quang là xã có số lượng camera an ninh nhiều nhất tỉnh Hưng Yên, tất cả đều từ nguồn xã hội hóa, vị trí lắp đặt chủ yếu ở các nút giao thông, đường vào cụm công nghiệp và những nơi dễ phát sinh tình trạng mất an ninh trật tự hay đổ trộm rác. Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống camera giúp lực lượng công an xã, cán bộ thôn có thể kiểm soát được tình hình an ninh trật tự mọi lúc mọi nơi do có thể theo dõi được qua điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, tình trạng người lạ đi vào địa bàn ban đêm trộm cắp vặt, đổ rác trộm đã giảm mạnh. Nhìn thấy cái cam là chúng nó cũng trợn đấy, chúng phải chốt cả trộm cắp đêm hôm ở đây nhiều lắm, sợ lắm. Bây giờ đỡ nhiều, cảm thấy nó làm cho nó vững vàng. Sau mắt camera trong thời gian qua là đã có tác dụng, các cái loại đến với thôn xóm trong đêm hôm từ 12 giờ đến 4 giờ là giảm đi được 80%. Trước ấy là còn những cái đổ cái rác thải nơi khác mang về đây về may ra hay là cặp sách, bây giờ là không dám đi qua đây để đổ trộm. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi mới nhận được liên quan đến vụ 3 con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Chiều ngày 26 tháng 11, người con gái thứ hai của bà Vũ Thị Đèo là Đỗ Thị Điểm, sinh năm 1988, đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện. Trước đó, ngày 18 tháng 11, chị Định, người con gái cả của bà Đèo, cũng đã tử vong. Ngày 30 tháng 10, do mâu thuẫn trong việc chia đất đai với mẹ ba người con gái của bà Vũ Thị Đèo ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, đã mang xăng đến nhà mẹ tại đây. Đỗ Thị Điểm đã đổ xăng xuống phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Đèo và ba con gái bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Ngày 4 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án điều tra tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự đối với ba người con gái của bà Đèo. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11, trên quốc lộ 38B, đoạn ngã tư có đèn tín hiệu, khu vực thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo với ô tô khiến đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng. Xe ô tô Ford biển kiểm soát 15A91070 lưu thông hướng Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên, khi đi đến điểm đèn tín hiệu tại ngã tư trên quốc lộ 38B giao với đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi cầu Rẽ Ninh Bình, đã bất ngờ bị xe đầu kéo biển kiểm soát 20K9529 hướng đi từ cầu Hưng Hà về thành phố Hưng Yên đâm vào. Cú va rất mạnh khiến cả hai xe lao lên giải phân làn, xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn không bị thương vong về người, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.